Hello anh em. Em lại tiếp tục lên một cái clip mới giới thiệu với anh em về cái bộ tủ đài mini khá là đẹp ha. Đến từ thương hiệu Toshiba, tem màu đỏ Toshiba. Toshiba Napoli. Hàng nội địa Nhật, về từ Nhật và nguồn điện của em nó là AC 100V. Anh em lưu ý giúp em. Thì cái bộ này là chạy công suất đèn và loa toàn giải. Được sản xuất vào những thập niên năm 50-60, nhưng mà độ đẹp còn rất là đẹp và hoàn thiện về máy móc cũng như là hoạt động hoàn hảo các tính năng, gồm đầu độc mâm than nè, radio thì một băng tần AM và cái ngõ tín hiệu từ ngoài vào. Cái mình sẽ làm thêm ngõ tín hiệu ngoài vào để phục vụ cho anh em kết nối những cái thiết bị đầu ngoài giống như là điện thoại hoặc là những cái đầu CD, đầu băng cối, tất cả đều ok anh em ha, thì hoạt động ok hết. Bộ này rất là đẹp. Em sẽ đo kích thước để anh em có thể tham khảo một xíu về cái bộ này ghép lại như vậy. Thì nó rơi vào 71 cm. Lo thì nó là chiều ngang của lo là 15 cm. Mỗi cái lo như vậy chiều ngang là 15 ha. Cục máy thì nó là 41 cm. Và chiều sâu bằng nhau hết là 22 cm, cũng như là chiều cao 24 cm ha. 22 cho chiều sâu và chiều cao là 24. Hoàn hảo các tính năng. Thì vậy cái con này đặc biệt cái là phần cửa của nó là cửa lùa. Lùa nhưng không phải lùa ngang như tivi mà nó lùa trên, lùa xuống thế này ha. Rất là đẹp. Và cái mặt được thiết kế, cái mặt máy màu vàng chanh rất là đẹp nè. Tất cả các phím nút bấm nè, nó có hai volume riêng biệt left right và chỉnh chép bass. Cũng như bên đây là model FS 2000 Napoli ha, có cái logo thương hiệu của Toshiba, Santa Fe Stereo, Fantasy Stereo ha. Tín hiệu là chỉ ở đây. Mình nâng cần lên, đó là cần cơ ha. Chạy 3 tốc độ 33, 45 và 78. Đây em sẽ vô sâu một cái bài trong đây nữa coi. Bài này. Đĩa của em hơi bị dơ. Hai volume liên biệt. Phai đài đây. Bóng đèn nha, công suất bóng đèn nha anh em. Đây, phần đây anh em có thể thấy công suất bóng đèn ha. Cái thông tin của máy em sẽ gửi qua hình ảnh Zalo cho anh em tham khảo cho nó dễ hơn ha. Đây là model cũng như là cái thông số của máy nè. Tay mang cho trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mưa vừa tuôn nè. Chắc âm mộc ok quá hay. Đó là phần đĩa than. Tuổi nào mưa thoáng buồn áo gầy vai. Tuổi nào ghi dấu chân chỉ. Zalo hoặc là số điện thoại của em là 0908217658. Em vui Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Xin cho cô đơn vào tối này. Tuổi nào lang thang thành phố giấc mây. Đó là phần phần đĩa than. Bây giờ mình chạy radio thử nè. Radio thì một băng tần AM. Ok ha. AM thì ở chỗ em mới bắt được một hai đài rồi. Lên đây đài nữa nè. Chủ yếu là mình sử dụng đĩa than hoặc là tín hiệu ngoài và đĩa than. Tuổi nào mất cát mai trong sương mù. Xin cho đêm qua từng phiến ngàn, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng nắng mong chờ. Thank you.
còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt okay. Em sao. À, bây giờ sẽ tạm dừng cái phần đĩa thang này, đưa ra đây thì mâm sẽ ngưng quay và ngưng hoạt động ha, để đẩy lại cho anh em có thể tham khảo. Đó, mình sẽ đẩy lại như vậy và em sẽ chuyển qua cái phần tín hiệu ngoài vào. Khi mình ngưng đĩa thang thì mình sẽ chạy tín hiệu ngoài vào anh em ha, phát qua cái điện thoại đây. Xong lại chạy đây. Một bài hát của Phương Thảo nè. Phải có quên người, dù có cái lá xe vẫn muốn đời nhớ anh. Ở lên đây. Ở đây là một cái adapter xanh trời cao, xài cho đĩa 45 vòng. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đam mê. Đời thì cũng khá sâu nhưng mà chất âm cũng như là ngoại hình thì tuyệt vời, đẹp nha anh em nha. Dù có tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh, từng chiều qua buồn tan có khi tim luôn hỏi đời. Ok anh em, thì cũng qua clip này đã giới thiệu với anh em về cái bộ Toshiba chạy đàn và cổ này, tủ đài mini chạy mâm thang, radio cũng như gõ tín hiệu kết nối thiết bị đầu ngoài vào ha. Toshiba Napoli FS2000. Thì tới đây em cũng xin kết thúc clip nha. Rất là trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi, quan tâm những cái video cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Xin được hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo. Sẽ cố gắng sưu tầm để giới thiệu đến em những cái sản phẩm mới hay, độc và lạ. Chân thành cảm ơn và kính chào anh em. Ngoài mình để liền như vậy thì mình cũng có thể để một khối như vậy trong nó cũng rất là đẹp và ngon lành. Ok, cảm ơn và kính chào anh em.